在帳目就等你咯。多啦 ，EOS 目的 X 擘開，每年天能計經活在未來，將 EOS 目的 X 擘開。đã chứng minh vì thế giám đạo ta đã sử lựa chọn cửa khắc nhất anh là chuyên nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, cha lòng thằng thầy mang đến cho các bạn những chỉ sẽ quý báu từ khắc nhất anh giả nổi trên thế giới như Simon Brody và các nhất anh là hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Quang Viên và Hoàng Đề. Xin chúc quý vị có một buổi trải nghiệm sản phẩm tập thứ vị cùng quay các nhất anh là sự chân tộc. Xin cảm ơn. Khai mạc bằng tiếng Việt và cũng không giấu gì quý vị là cậu Yokota cũng mới vừa bay từ nước ngoài về trong sáng hôm nay thôi, nhưng ông vẫn quyết định là lựa chọn được nói tiếng Việt như là một sự chia sẻ, một sự cảm ơn chân thành nhất vì tất cả quý vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay để cùng với Canon Marketing Việt Nam trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời cùng với chiếc siêu máy ảnh. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị vì sự hiện diện trong ngày hôm nay ạ. Quý vị thân mến, có lẽ là ở thời điểm này thì tất cả chúng ta đang cũng được lắng nghe những thông tin về chiếc siêu máy ảnh này cũng như là những lời chia sẻ từ những chuyên gia đã trải nghiệm cùng với chiếc siêu máy ảnh ngày hôm nay. Do đó, ở thời điểm này chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với chủ đề nhiếp ảnh thể thao do một nhiếp ảnh gia hiện đang là phóng viên Ban Quốc tế Thể thao Báo Người Lao Động, đồng thời cũng là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh môn kỹ thuật nhiếp ảnh và tại trường Đại học Hồng Bàng là môn ảnh báo chí, quay phim, dựng phim và sang tin. Và chúng tôi tin chắc rằng là tất cả quý vị sẽ dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón vị khách mời ngày hôm nay, vị diễn giả đầu tiên trong chương trình, đó chính là phóng viên Nguyễn Quang Liên. Xin chân thành gửi đến lời cảm ơn đến với các bạn Việt Nam đã dành cho mình những tình cảm rất là đặc biệt. Và cũng xin đến tiếp lại thì với những anh chị yêu thích nhiếp ảnh đang ngồi trong cái phòng này thì chắc chắn một điều là mình xin rút lại mình là cũng hơn là nhiếp ảnh gia hàng đầu, nhưng thật là may mắn và vinh hạnh khi được Canon chọn để làm trải nghiệm với lại cái một cái nhiếp ảnh hai, một cái dòng siêu phẩm mới của Canon Việt Nam. Và trước khi trình bày, mong mọi người sẽ cho Liên một tràng pháo tay cho mình cảm thấy vinh hạnh. Và chắc chắn một điều là dưới cái phòng này rất nhiều người đang là đã từng là sư phụ của mình, cũng từng là những người thầy, người anh của mình trên từng bước vào nghề để với một phóng viên thể thao. Do đó nên phần trình bày của mình chắc chắn là sẽ thiên về việc những cái gì mình trải nghiệm được từ chiếc máy ảnh này. Chứ chắc chắn là chúng quan liên không dám múa rượu bắt thợ để nói rằng là tôi đã chụp này với kỹ thuật như thế nào. Và với những phóng viên ảnh thể thao á, thì cái chiếc máy ảnh Canon EOS 1DX Mark II á, thì quả đúng như cái tên gọi của chúng ta đặt ra và xứng đáng tên gọi là chiến binh của tốc độ. Thì với thiết kế như vậy, các anh chị có thể nhìn thấy là thiết kế khá hoàn hảo với độ nặng tương thích. Đây là cảm nhận đầu tiên khi Quang Liêm cầm tới cái máy ảnh này. Chúng ta thấy rõ là cái view, cái việc thiết kế của chiếc máy rất thích hợp với lại cái bán cầm. Ngay từ cái bán cầm cho tới nơi chúng ta thường đặt cái ngón trỏ chúng ta trước khi chụp để mà giữ cái máy lại thì nó hơi sâu hơn một chút xíu. Do đó nên cái điều này giúp cho tư thế cầm chúng ta nó dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và chắc chắn hơn. Và so với ông anh EOS 1DX là con máy Liên đang sử dụng, thì khi mình cầm tới cái máy EOS 1DX Mark II thì trọng lượng của nó nhẹ hơn một chút, khoảng 200-300 gram. Điều này nó giảm được những cái khi chúng ta khi tác nghiệp thì chắc chắn các anh chị là những phóng viên ảnh, những cái người nhiếp ảnh gia, những người chụp ảnh chuyên nghiệp thì rất là nhiều cái ống kính chúng ta mang lên trên người thì giảm nhẹ được phần nào và rất là hay phần đó. Đó là một trong những ưu thế của cái máy ảnh này. Nhưng mà với cái độ nặng hơn 1,5 kg như vậy thì chắc chắn một điều là nó vẫn giữ được cái sự cân bằng khi chúng ta gắn vào những cái ống kính lớn.
ví dụ đây các bạn thấy mình gắn dấu 600 đổi 4 gì và phải sử dụng giá đỡ là một người khác nên là không biết được rồi. Như vậy thì khi với cái trọng lượng cũng như cái thiết kế như vậy thì chúng ta gắn vào những cái ống kính lớn như là chắc chắn là các anh chị nhìn thấy thì cái chiếc máy của chúng ta vẫn là chắc chắn, vẫn đẹp chứ không có phải bị nhỏ đi hoặc là bị cụt đầu như là những cái chiếc máy khác. Và cái đặc biệt đó là do nó được thừa hưởng rất nhiều từ những cái dòng máy trước đó mà mọi người đang sử dụng. Ví dụ ở đây một số anh chị sử dụng những cái dòng 1D trước hoặc là 5D hoặc là những cái dòng Sony Pro thì khi chúng ta chuyển lên 1D cái việc mà thiết kế những cái nút bấm rồi những cái nó được hầu hết là thừa hưởng từ các bộ đời anh trước ngoài những cái cải tiến mới. Do đó nên khi chúng ta chuyển từ một chiếc máy này qua một chiếc máy khác, từ một cái dòng máy cấp thấp hơn chúng ta chuyển lên 1D Max 2 thì điều chắc chắn rằng chúng ta thích nghi rất là nhanh. Bản thân Liêm chỉ mất khoảng chừng 15 đến 20 phút để mà thích nghi được với chiếc máy này và từ đó chúng ta lại có được những cái trải nghiệm thú vị hơn so với nó. Và cái giống như hồi nãy mọi người có coi trong phần quảng cáo giới thiệu của Canon thì chúng ta thấy rõ là cái máy này được thiết kế bằng cái hợp kim magie và cái nó tự nhiên cái ron chống nước đọc theo thân máy. Cái điều này mình cũng đã thử nghiệm là trong cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Việt Nam chúng ta, ví dụ như với những công viên thể thao thì phải đối diện với lại nắng mưa hoặc là mùn sương hoặc là những cái điều kiện khắc nghiệt khác trên cái đường tác nghiệp, hoặc những cái anh chị chụp động vật hoang dã thì chắc một điều là điều cái điều mà tiếp xúc với lại cái khắc nghiệt của cái thời tiết càng nhiều hơn nữa thì đây là một trong những cái ưu điểm chúng ta có thể là cái sự bảo quản chúng ta nó cũng tốt hơn và nó giúp cho chúng ta khó gặp cái những trục trặc bất ngờ trên cái đường tác nghiệp. Và chúng ta thấy rõ là với cái khung hình ở phía sau chúng ta trong cái máy á, hồi nãy các anh chị có dự cái sự trải nghiệm ở ngoài thì cái khung hình nó là chuẩn là rộng 3.2 inch thì cái điều này giúp cho cái khung hình chúng ta lớn hơn, sáng hơn với cái độ phân giải màn hình lên trở nên sống động hơn khi lên tới 1.62 triệu điểm ảnh. Và cái giống như cái tấm hình này mình chụp tại kích truyền hình đang diễn ra thì các bạn thấy rõ là khi khung hình lớn thì chất lượng hình nó được sắc nét trên cái khung hình của cái máy chụp hình của chúng ta, để khi chúng ta in hình ra hoặc chúng ta sử dụng hình thì cái hình nó cũng không có bị mất đi cái độ màu như là trên máy. Một số bạn thường hay nói là máy chúng ta hay có bị nịnh màu thì ở những cái dòng máy này thì mình thấy chưa thấy cái hiện tượng nịnh màu xảy ra, mà cơ bản khi mà hình nó đã đẹp như vậy thì ra nó vẫn đẹp đó. Nên quý vị nào mà muốn mà chụp hình đẹp hơn nữa, cứ lát nữa cái chụp hình chuyên dung của mình bảo đảm in ra cũng rất là đẹp. Cái một trong những cái điều thú vị nhất của cái máy này là khả năng nhận diện khuôn mặt cực kỳ tốt, bởi vì nó cung cấp tới 21 điểm AF kiểu thị thập và cũng như cái phần cái zone AF của nó, khu vực AF của nó là lên tới 61 điểm. Do đó nên khi cái việc mà khuôn mặt trong trường thể thao cái sự di động rất là cao, do đó nên khi chúng ta bắt theo khuôn mặt nó rất là nhanh. Và cái điều thứ nhì là khi chúng ta để gắn vào một cái độ bộ nhân, ví dụ như một cái bộ vỡ rộng trong kính chúng ta, ví dụ như 1.4 hay là nhân 2 Ascender thì đối tượng mặc dù bị di động nhưng khi chúng ta đã bắt đầu vào một cái khuôn mặt nào đó rồi thì cái máy cái 1D Max 2 sẽ dí theo cái khuôn mặt đó, sẽ dõi theo khuôn mặt đó. Cho nên chúng ta mặc dù cái đối tượng thay đổi tốc độ chúng ta vẫn giữ được cái hình ảnh đó. Ví dụ như trong bóng đá, đây là 1D Max 2 mình chụp ở trong trận chung kết U19 của giải vô địch quốc gia vừa diễn ra. Giải vô địch U19 quốc gia vừa diễn ra tại Khánh Hòa. Thì đây các bạn thấy là các anh chị thấy là mặc dù chụp bằng ống 200 khẩu 2, một trong kính cũng tương đối tốt của Canon và cộng cầm theo một cái nhân đôi, nhưng mà các bạn thấy là cái chị thấy là hình ảnh rất là sắc nét và cái khuôn mặt mặc dù di động rất là nhiều nhưng mà vẫn bắt được cái khuôn mặt chính của chủ đề chúng ta. Trong tấm hình này, ví dụ cụ thể trong tấm hình này chúng ta thấy được là chúng ta có tới 4 khuôn mặt chúng ta cần thiết, nhưng mà cái khuôn mặt chủ đề chúng ta là cầu thủ số 21 và cầu thủ số 16. Thì khi mình đã bắt nét được cái khuôn mặt này và khuôn mặt này nó di chuyển, chúng ta sử dụng hệ thống lấy nét chùm thì cái máy nó vẫn dịch chuyển theo và cái nét nó vẫn dịch chuyển theo khuôn mặt, mặc dù trên cái màn hình nó tới là 5 điểm để có thể lấy nét được khuôn mặt là hai cái khuôn mặt một cái bên màn hình tròn. Hay cụ thể ở đây chụp buổi tối thì nếu như chúng ta sử dụng nét chùm, chúng ta theo dõi khuôn mặt từ đầu là cầu thủ Anh Đức của đội Bình Dương trong một trận đấu của cúp C1 châu Á, thì chúng ta thấy được là với mặc dù cầu Hàn Quốc phía sau chạy song song cùng với trái bóng nhưng cái trụ điểm của chúng ta vẫn không bị mất đi. Hoặc là ở tấm hình này cũng vậy, các anh chị thấy là có ba cái khuôn mặt có thể lấy cùng một lúc, nhưng nếu chúng ta chọn đúng chủ điểm là khuôn mặt ở giữa thì khi mà máy dịch chuyển và tốc độ bóng đá rất là cao thì chúng ta vẫn lấy được hình này.
Và đây là hình giống như hồi nãy mình cũng trình bày, đó là ba khuôn mặt song song. Và cái điều đặc biệt tiếp theo của cái 1DX Mark II, nếu như các anh chị có dịp thử nghiệm của nó đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ đây là cái thú vị lớn nhất là cái live view của nó. Bởi vì trước đây khi mà mình chụp thể thao cũng như các anh chị các chụp hình động, chụp hình thiên nhiên hoang dã, thì cái điều chúng ta cảm nhận được khi chúng ta chụp live view rất là chán. Và các anh chị đều thích sử dụng cái view finder mình nhìn qua cái ống kính. Nhưng ở đây cái màn hình này có kích thước lớn. Cái thứ nhì là cái điểm thú vị nhất là chúng ta sẽ lấy nét bằng cảm ứng, chụp liên tiếp với tốc độ 16 khung hình một giây. Theo như mình biết thì điều này được thừa hưởng từ công nghệ Duo Pixel CMOS AF. Mỗi pixel sẽ được chia làm hai nửa để mà nhận sáng. Do đó nên tấm hình chúng ta khi chúng ta sử dụng cái tool, cái tay chúng ta chạm lên cái màn hình thì chắc chắn là lấy nét rất là tốt. Đây là xin mời quý vị coi một đoạn video để mình sử dụng cái chụp live view. Và với 16 frame hình một giây khi chúng ta sử dụng live view thì khả năng mà mất đi cái hình ảnh chúng ta muốn có nó sẽ hạn chế. Và cái việc này giúp cho những cái khung hình chúng ta trở nên đẹp hơn, chúng ta thể nhìn cái cảm nhận được, không phải qua mắt qua view finder mà chúng ta thể cảm nhận được toàn cảnh cái khung ảnh của chúng ta. Đây là những hình ảnh mà nãy các anh chị thấy mình chụp qua live view. Đây, hai cô bạn này thấy chụp hình nên không có lo làm việc mà lo làm dán. Và cái đặc biệt nhất là cái độ chính xác của AF. Thì với cái bộ xử lý DX6+ thì 1DX Mark II có thể đạt hiệu suất chụp ảnh rất là tốt. Máy có thể năng chụp được 14 khung hình một giây ở chế độ chuẩn và 16 khung hình một giây chế độ live view. Nhưng mà điều mình muốn nói ở đây là cái mặc dù chụp nhanh như vậy nhưng cái sự lấy nét AF của nó không vì thế mà nó bị lệch nét đi. Và cái thứ nhì là bộ nhớ điện của máy có thể lưu trữ lên đến 178 ảnh chụp ở file RAW và được xử lý trong khoảng 12 giây. Thì cái công nghệ này á thì mọi người chắc chắn khi sử dụng một DX sẽ cảm thấy rất là thích thú với nó, bởi vì cái việc lấy nét của nó không gì thế mà nó chúng ta bị ngăn trở và bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Và đặc biệt á thì trên cái máy của Canon 1DX Mark II á, các anh chị sẽ được sử dụng một cái loại thẻ mới. Thẻ này hôm bữa lúc mà mình đi ở Nha Trang á, mình vô tình làm quên cái ruột thẻ thì đi cả khắp cả thành phố, thậm chí gọi điện về Sài Gòn cũng không có đâu bán hết, hơn quá cuối cùng kiếm được nó trong đáy ba lô. Thì khi mà sử dụng cái thẻ CPS2.0 á thì chúng ta bấm liên tục thì trên máy sẽ không xuất hiện cái hiện tượng busy, cái hiện tượng máy bận mà mỗi khi chúng ta bấm hình nhanh ở trên cái dòng máy cũ. Mà ở trong cái này chúng ta là dòng máy nó diễn sẽ lướt qua những hình đó, nó lưu lại trữ rất là nhanh, không thua gì một cái ổ cứng SSD. Và cái theo mình biết nếu như các anh chị mà lát nữa mà đăng ký mua máy ở Canon á thì Canon hình như là có tặng cái thẻ này 64GB, tranh thủ quảng cáo dùng. Thì đây các bạn thấy là các anh chị thấy như thế này, trong một cái giống như mình đã trình bày cái độ AF của nó vào 14 frame hình một giây cho tới 16 frame hình một giây, thì giờ chúng ta sẽ thấy rõ trong cái chùm ảnh sau đây. Đây là chùm ảnh mình chụp tại Quảng Bình trong cái cuộc đua cúp truyền hình đang diễn ra. Hiện nay thì đoàn đua đã về tới thành phố Nha Trang. Thì đây là Quảng Bình, thì người mặc áo vàng là tay đua Nguyễn Thành Tông và người mặc áo xanh là tay đua Lê Văn Chuẩn của thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Tông của An Giang. Đây là một cái chùm ảnh mà thể hiện cái các tay đua đang tung nước rút về đích. Ở tấm hình đầu tiên là hai tay đua bắt đầu tung nước rút, mà cái này người ta gọi là đăng, trên xe đạp gọi là đăng, tức là lên yên. Thì hai tay đua bắt đầu tung nước rút. Ở tấm hình tiếp theo là bắt đầu là vô nước triệu. Chúng ta thấy là khi mà chuẩn bị về tới đích và Nguyễn Thành Tâm cảm nhận mình đã thắng, anh nhổm người lên và anh giơ hai tay ra mừng. Các anh chị thấy rõ ràng như vậy, điều rõ ràng là không bỏ sót một cái khoảnh khắc nào hết. Và mình có thể, và mặc dù cái hình ảnh di chuyển theo cái tịnh tiến động về phía chúng ta chứ không phải là di chuyển ngang, nên cái việc nhưng mà cái việc nét của chúng ta sẽ không bị mất. Đó, đây là một cái điều rất là đặc biệt mà ai sử dụng dòng 1D trở lên 1D hoặc là đặc biệt là 1DX Mark II thì chúng ta chắc chắn một điều là với những cái như vậy thì chúng ta không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong một cái chùm ảnh thể thao hoặc là các ống kính hành động cao. Đây các anh chị coi lại chùm ảnh này, nó thể hiện rõ cái việc mà giống như cái đoạn phim chiếu chậm và cái nét chúng ta không bị mất.
Và đây là cái thẻ CFS. Cái thẻ này thì với dung lượng chép lên tới 445 MB một giây. Do đó nên cái chúng ta sẽ không sợ là cái thẻ chúng ta chép quá chậm, không bỏ lỡ đi khuôn mặt của chúng ta. Nhưng mà với những cái anh chị khác mà mua một máy mà chúng ta được Canon một bữa nào đó vui mừng tặng cho chúng ta một cái máy, chúng ta không có tiền mua thẻ, chúng ta có thể sử dụng lại cái thẻ CF. Đây là hai thông thẻ của máy. Các bạn thấy, các anh chị thấy là bên thẻ thứ nhất là thẻ CF và thẻ thứ nhì là thẻ CFS. Nó rất là tiện cho chúng ta sử dụng. Và chúng ta ví dụ nó chụp, nó copy được từ thẻ này qua thẻ kia được, hoặc là chụp song song luôn vào hai thẻ được. Và đặc biệt với độ phân giải cao của cảm ứng CMOS full frame, độ phân giải 20.2 MP của chúng ta với đời hệ thống là Blue Pixel AS, thì cái việc mà cái chúng ta crop hình lại trong một số trường hợp do cái hình chúng ta chụp quá xa, chúng ta crop hình lại thì giống như cái tấm hình này, là sau khi liên crop hình lại thì cái hình nó độ nét điểm cao, các anh chị thấy là vuông lớn lên nó điểm không bị bể. Hình này chúng ta là chụp chuyên dung người nào đó từ xa thì chúng ta crop lại, chúng ta về cho đồ gì chúng ta cũng không sao hết. Và xin mở cái đoạn clip thứ hai. Đây là cảnh mình sử dụng cái thẻ trong khi tác nghiệp. Đó là cái thẻ CFET. Giờ là Canon mới mix sang cái dòng đó là mix trong thẻ, không phải mix sang cái dòng to lắm. Hai bên là đồng lúa và giữa là cả con đường. Và các anh chị có thể thấy được cái độ nét hiện lên trên từng chi tiết là ngay dưới mặt đường cũng rất là nét. Đây là chụp từ trên cao của thành phố Vinh ở Nghệ An. Thì với từ trên cao chụp xuống như vậy thì với cái full frame của cái máy 1.2, đây là một trong những cái điểm nhấn cá là nổi bật, giúp cho chúng ta có cơ hội để chọn lựa hơn. Nếu như chúng ta không chụp thể thao mà chúng ta chụp studio hay phong cảnh gì đó thì đây là một cái cơ hội tốt. Đây là hình mình chụp ở đèo và Phước Tượng trên đường từ từ mới đi Đà Nẵng. Mặc dù đứng rất là sát, khá gần các tay đua, nhưng với cái ống, với sự của cái full frame và cái ống fit eye thì mình vẫn giữ được cái an toàn cho chính mình và có thể được có những cái mình ấn tượng. Và đặc biệt hơn nữa với lại Canon á, là cái ISO của cái dải ISO rất là cao và hạn chế được cái sự tiểu ảnh của chúng ta từ 100 cho tới 51.200, có thể mở rộng lên tới 400-9.000. Thì cái cảm biến đo sáng RGB cộng IR mới được sử dụng á sẽ cho nhận diện cái khuôn mặt chính xác hơn. Đây tại sao mình sử dụng cái tấm hình này? Tấm hình này nếu như mà nói về nghệ thuật thì chắc chắn là không đạt chuẩn, do cái thời điểm mà Canon giao cái máy cho mình đi trải nghiệm. Thì khi liên đi trải nghiệm thì cái thời điểm này thể thao Việt Nam rất ít những cái chương trình thể thao, cho đó nên mình phải đi khắp nơi. Thì đây là một trong thì chính vì điều đó nó có cái hạn chế là phong ảnh và hình của nó, cái độ ánh sáng của chúng ta không đạt chuẩn. Ở những cái câu lạc bộ tập luyện thì chắc chắn là nó sẽ không đạt như là ở ngay chỗ những cái trạm, những cái nơi thi đấu. Nhưng chính vì điều đó nó sẽ phát huy hết được cái công dụng của cái máy Canon 1.2 khi chúng ta vòng thối. Ví dụ như trong tấm hình này là chụp tại trường 2, trường Đại học Thể thao 2, trong cái nhà tập luyện của bơi lội. Thì đây là tay bơi đang nổi đình nổi đám của thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Thị Phương Trâm. Thì khi Trâm đang tập bơi thì hai bên các chị thấy là ánh sáng rất là loạn, hai bên là đều mở hết, và phía sau chúng ta đó là nó cũng bị hở sáng, trong khi cái khu vực tập trung để chúng ta chụp thì lại là bị thiếu sáng, do không có được đầu tư về hệ thống chiếu sáng. Đây chỉ là nhà tập luyện thôi, nhưng khi mà chụp lên với 1.2 chúng ta thấy rõ được cái nét mặt, cái cánh tay vẫy và cả những cái dòng nước đang bắn lên từ cái hồ bơi. Và trong cái nhà tập luyện của sân tập đoàn thì đây là câu lạc bộ Muay Thái hôm qua. Thì khi mình chụp như vậy thì chụp bằng ống 24-70 x 28, ISO là khoảng 1.6 cho tới 2.000. Không sử dụng đèn flash, bởi vì trong thể thao là không được quyền sử dụng đèn flash. Thì khi chụp như vậy thì mọi người sẽ thấy rõ là cái khuôn mặt cao biểu cảm, từng cái đường cơ, đường nét cơ của cái võ sĩ bị đánh trúng, cũng như cái sự ra đòn quyết liệt của võ sĩ còn lại. Lát nữa thì trên đây cũng có biểu diễn cái boxing á. Các anh chị nào mà muốn diễn lại cái khuôn mặt này thì lát nữa lên đây thi đấu dưới hết lên trên cái nền trời, nhưng mà chúng ta sẽ không bị quyền tiến. Đây trong một cái hồ bơi thì đây là vận động viên khuyết tật, một anh vận động viên này bị cụt một chân đang thể hiện cái động tác bơi bướm. Nhưng mà khi mà mình chụp như vậy chúng ta vẫn không bị cái nhiễm màu, và cái màu rất là tốt.
Điều này rất là thích hợp cho các phóng viên, bởi vì khi mà các anh chị chụp nghệ thuật hoặc là thì các anh chị khi về sẽ có thời gian xử lý hậu kỳ, nhưng với giới phóng viên ảnh thì hoàn toàn không có thời gian để xử lý hậu kỳ, mà khi chụp về là khoảng một tháng sau là phải gửi hình về tòa soạn. Thì với cái sự mà tránh cái sai màu như vậy á, sẽ giúp ích rất nhiều cho cái lực lượng phóng viên ảnh. Và cái điều đặc biệt nhất á, ở một cái chiến mắt 2 mà nãy giờ mình muốn nói tới, đó chính là đây là chiến binh của tốc độ. Bởi vì các anh chị nhìn lia máy để tốc độ khoảng chừng 40-50, nhưng mà với cái độ bắt, độ nhạy bắt tốc độ của một cái chiếc mắt 2 là 1/8000, chúng ta thấy được là mặc dù máy xung quanh lia, nhưng mà cái khuôn mặt của cái anh chàng này rất là rõ, nó bắt nét hết từng chi tiết. Xin mời các em mở cái coi lại cái video của bài. Đây là trên đường đua của người thành viên ra các anh chị thấy là rõ ràng là khi trên cái đường đua này thì cái tốc độ xe chạy rất là cao, và việc chụp có nếu như chúng ta không có kinh nghiệm thì cái việc mà chúng ta vướng vào xe tai nạn cũng như cái chúng ta bắt tốc độ không tốt thì sẽ cho ra những cái đây là mình chụp quay hồi nãy khi mà một vận động viên vô cô Hồ Chí Minh dẫn đoàn về, thì mình để tốc độ khoảng chừng 1/80. Đây là hình chụp Đại Vinh khi mà vận động viên Mai Nguyễn Hưng về giúp trận đua này, thì anh làm một cái động tác vui mừng như là một con chim đại bàng đang cung cắm, và với cái một điểm mắt hai thì chắc chắn mọi người sẽ không bỏ lỡ được cái khoảnh khắc này. Đây là mô tô show tại quận 7, chắc chắn là nhiều anh chị ở đây biết. Những anh làm nghề studio, những người mà sống bằng nghề nhiếp ảnh, đó là dịch vụ chất lượng cao của Canon là CPS, Canon Professional Service. Mọi người có thể truy cập vào địa chỉ trang web ở phần màu xanh lá trên cùng, và ở trong này mình có thể có tiếng Việt và cả tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác để mình bật hết những cái điều khoản đăng ký. Thì Hoàng xin đi tiếp cái phần CPS này ạ. Đó là một cái chương trình độc quyền dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp xài máy ảnh và ống kính Canon. Có rất là nhiều anh phóng viên đến tham dự ngày hôm nay mà Hoàng đã gặp ở bên Singapore đúng không ạ? Thì những anh phóng viên đó Hoàng đã gặp bên Singapore trong chương trình SEA Games. Thì đến với cái thành viên của CPS thì Canon hỗ trợ rất nhiều, như là khi mà mình tham dự những cái hội thao lớn, mình sẽ được hỗ trợ mượn máy ảnh, mượn ống kính, được lau chùi vệ sinh, thì ống kính và thiết bị rất là tốt. Mình có thể đổi rất nhiều những cái thiết bị khác nhau để mình sử dụng qua trước khi mình quyết định mua một món gì hay không. Hay là nếu mà mình đang làm nghề và có một cái va chạm mà nó làm cho cái máy của mình trục trặc, mình có thể liên hệ và để mượn một thiết bị khác thay thế khi mà thiết bị của mình đang chờ thời gian sửa chữa. Membership của CPS, chúng ta sẽ có cấp độ thành viên là Gold, Vàng, yêu cầu 2 thân máy và 4 ống kính NL. 2 thân máy này sẽ bắt buộc là thân máy dòng 5D và hoặc là 1D và 4 ống kính L. Và một chút lưu ý nhỏ là những ống kính và những máy ảnh thì có một yêu cầu là phải là hàng Lê Bổng Minh, có thể qua Lê Bổng Minh và đang còn trong thời hạn bảo hành. Thì Hoàng sẽ đi tiếp về phần quyền lợi của thành viên. Khi mà mình được đăng ký CPS rồi, mình sẽ được giảm giá 30% các dịch vụ sửa chữa và 5% cho các vật tư thay thế. Và trong thời gian mà mình gửi máy sửa chữa, mình sẽ được ưu tiên mượn thiết bị như là ống 500F4 25 mã, ống 200F8 25 mã khi mà mình cần tác nghiệp, khi mình cần cái công việc của mình đang tiếp diễn ra. Và một quyền lợi nữa đó là chúng ta sẽ được giảm 10% khi mua những thiết bị tại chuỗi cửa hàng CIS của Canon. Đồng thời hiện nay thì Canon mang đến cho 5 thành viên đăng ký sớm nhất sau buổi ngày hôm nay, đó là một bộ welcome kit của Canon, đó là túi máy ảnh Redline trị giá 6 triệu đồng, bộ lau bóng kính, dây đeo máy và bản tên treo ba lô vali. Đây là cái ba lô chuyên nghiệp của Canon. Đồng thời Hoàng giới thiệu một chút xíu về khi mình đăng ký thành công thẻ thành viên CPS,
mình sẽ có nhận được một cái thiệp như thế này từ bên Canon Singapore gửi về, và bên trong sẽ có cái thẻ thành viên của mình, có tên, có số serial number để mình có thể đăng ký mình sử dụng cái dịch vụ CPS hỗ trợ trực tiếp từ Canon. Vâng, mọi người có thể xem lại cái địa chỉ website canonasia.com/cps để mình có thể lên mình đăng ký. Và ở Việt Nam thì chương trình được thực hiện tại các trung tâm bảo hành của Canon của Lê Bộ Minh. Khi mà mình có cái trục trặc với ống kính hay với máy ảnh, mình sẽ đem đến những trung tâm của Lê Bộ Minh để được bảo hành. Và đây là những cái hoạt động của CPS trong thời gian qua. Mọi người có thấy những gương mặt thân quen không? Để liên hệ đăng ký thì trong cái thời gian mà để đăng được đăng ký sớm nhất thì thay vì mọi người có thể lên website thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với anh Võ Duy ở Hà Nội và với Hoàng ở Sài Gòn, để Hoàng và Duy có thể giúp mọi người hoàn tất những cái thủ tục, những cái điều khoản đăng ký để mình làm một cách nhanh chóng nhất có thể để Canon có thể phục vụ mọi người mọi lúc mọi nơi. Và xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thiên nhiên đang sống và làm việc chủ yếu tại khu phía Bắc, và ngoài công việc chính nhất của nhiếp ảnh thì Hoàng có hướng dẫn thực hiện việc chủ chim hoang dã ở Việt Nam. Các anh chị có thể xem qua một số cái tác phẩm của Hoàng. Do đặc thù công việc này, chủ yếu Hoàng làm việc tại trong các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cũng là khu dự trữ sinh quyển, nên là do vậy là cái thời tiết cũng như là cái ánh sáng thường xuyên thay đổi, có rất nhiều cái biến đổi trong ngày. Vì vậy là Hoàng sử dụng chủ yếu những cái thiết bị của Canon như là 1DX, 5D Mark III, ống kính xuất CD 600-1.4 cùng với các ống kính khác để ghi nhận lại hình ảnh của các loài động vật hoang dã. Thì ngay mà khi mà tôi Canon mới thông bố về các cái sản phẩm mới là Canon 1DX Mark II thì Hoàng có so sánh cái thông số mà Hoàng đọc được ở trên các trang mạng thì rất là ấn tượng, và mình cũng không ngờ là mình trở thành một trong những người được trải nghiệm cái dòng máy này. Và sau khi mà có một cái thời gian trải nghiệm thì Hoàng có một số cái đúc kết về cái hệ thống các cái thông số của 1DX Mark II có sự nổi trội hơn so với lại cái phiên bản 1DX. Đầu tiên phải kể đến đó là cái hệ thống đèn led thông minh ITRAF với cảm biến đo sáng lên đến 360.000 điểm RGB, cao hơn gấp 3 lần so với phiên bản mục đích trước đây. Cái khả năng chụp tốc độ cao cũng đã được cải thiện hơn so với phiên bản mục đích. Dynamic range đã được cải thiện lên đến 14 stop. Ngoài ra thì cái hệ thống máy cái khả năng giảm quang sai, kiểm soát noi và giảm nhiễm ảnh khi chúng ta ISO cao thời gian thực đã được tích hợp vào trong cái chip xử lý ảnh Dual Link 6 cộng của 1DX Mark II. Và một cái tính năng không thể không nhắc đến của 1DX Mark II được nâng cấp so với phiên bản 1DX, đó chính là khả năng quay video 4K với 60 hình trên giây, kèm theo cái chức năng là trích xuất hình ảnh ra từ video 4K đó. Trước tiên thì Hoàng xin được chia sẻ với các anh chị và các bạn về khả năng đi led. Đây là một cái series hình mà Hoàng đã chụp ngay sau khi mà nhận được máy 1DX Mark II tại đường Vân Long ở khu phía Bắc của tỉnh Bình. Thì cái chủ thể được chụp ở đây đó chính là cái loài chim tên là gà lưng nước, và cái loài này thường núp ở trong các cái đùn cỏ. Các anh chị có thể thấy ngay ở đây đó là cái chủ thể được chụp lẫn trong đám cỏ và bị lẫn với tiền cảnh và hậu cảnh, và cái màu sắc của cái chủ thể chụp tương đối là tương đồng với môi trường xung quanh. Tuy nhiên là cái hệ thống nét của 1DX Mark II đã làm rất là tốt nhiệm vụ của mình, đó là có cái chúng và chủ thể. Thông thường với những bức ảnh như thế này thì để mà chụp được rõ nét cái hình ảnh của
cụ thể thì với những cái body khác như là 50 bước 3 thì họ phải sử dụng cái hệ thống cái điểm đến nét, đó là điểm đơn. Tuy nhiên bức ảnh này thì họ sử dụng cái đến nét vùng để mà thử thách cái khả năng của hệ thống đến nét của 1D Mark II. Chúng ta cùng xem thêm một số hình ảnh khác trong cái series này. Ngoài ra thì cái khả năng lấy nét thông minh của 1D Mark II nó được chứng tỏ khi mà nó gặp phải những trường hợp khó hơn, ví dụ như là có những cái vật cản nằm ngay phía trước của chủ thể tự chủ. Trong cái series hình này thì đây chính là một loài chim mà chủ ở Sơn Trà Đà Nẵng, và có cái cành cây ở phía ngay trước của chủ thể tự chủ. Tuy nhiên là khi mà máy 1D Mark II đã bắt được nét vào chủ thể thì nó sẽ giữ được khoảng cách rất là lâu, đủ để chúng ta có thể ghi nhận được cái hình ảnh hoặc quay phim nếu muốn. Chúng ta cùng xem ở độ phóng đại 100% thì hình ảnh rất là rõ nét. Về tốc độ trùng, 1D Mark II đã được cải tiến về tốc độ trùng cao hơn so với cái bậc tiền nhiệm 1DX. Tốc độ trùng của 1D Mark II đã lên đến 14 hình trên giây khi chúng ta chụp qua viewfinder và 16 hình trên giây khi chúng ta dùng live view, như anh Liêm đã chia sẻ lúc nãy. Chúng ta cùng xem thêm một số cái series hình chụp liên tiếp. Ở đây một trong những hình ảnh trong series mà độ phóng đại 100% của chúng. Cũng như thì chia sẻ thêm với các anh chị đó là do là cái sensor của máy 1D Mark II có số chấn 20.2 megapixel. Do vậy là khi chúng ta chụp một cái shot như thế này thì chúng ta có thể đó khá là mạnh tay và cái hình ảnh không hề bị ảnh hưởng lắm đến chất lượng, và có thể sử dụng ở rất nhiều mục đích khác nhau, từ in ấn cho đến sử dụng web hay là các cái mục đích khác. Và đây là một cái series khác của một cái loài động vật linh trưởng trong dự án của Hoàng đã thực hiện. Và đây là hình ảnh chúng ta 100%. Chia sẻ thêm với các anh chị và các bạn về cái độ nhạy sáng khả dụng. Thì mỗi người chúng ta thì đều có một cái quan niệm về chất lượng hình ảnh thế nào là tốt. Thế thì với Hoàng thì Hoàng luôn luôn zoom vào 100% để kiểm tra xem cái bức hình của mình có đạt chất lượng về độ nét và màu sắc hay là các yếu tố khác hay không. Và riêng về cái độ nhạy sáng thì chúng ta phải có một cái Hoàng quan niệm của độ nhạy sáng khả dụng, tức là ở cái video đó bức hình chúng ta có đạt chất lượng mình mong muốn hay không. Thì với những cái bức hình mà ở ISO mà dưới 3.2 thì anh Nghiêm cũng đã chia sẻ khá là nhiều, do vậy Hoàng xin phép được chia sẻ bức hình từ 3.2 trở lên. Ở đây là bức hình chụp tại ISO 3.2. Đây là một loài chim mình chụp tại vườn quốc gia Ba Vì ở phía Bắc Hà Nội. Và đây là hình ảnh 100%, chi tiết rất rõ nét. Các nhà hàng điếu cũng xuất hiện. Đây là một hình ảnh khác tại ISO 3.2 được phóng đại 100%. Mark II chúng ta không thể không nói đến khi mà được nâng cấp lên từ phiên bản 1DX, thì đó là khả năng quay video 4K với 60 hình một giây và 120 hình ở Full HD. Đây là một cái chức năng tuyệt vời, và nghĩ đây là một chức năng rất tuyệt vời, vì kèm theo với khả năng quay phim 4K 60 hình một giây thì chúng ta có khả năng trích xuất trực tiếp hình ảnh ra từ chính video này. Ở đây Hoàng có clean screenshot lại cái spec của cái video. Frame rate ở đây là 60 hình một giây và kèm theo đây là số cái hình ảnh được trích xuất trực tiếp từ video ra. Xin mời một video tiếp theo giới thiệu về cái khả năng quay phim 4K của. Thank you.
Duy biết rằng là có một số quý anh chị cũng đang quan tâm cái vấn đề là làm thế nào để có thể lựa chọn tốt nhất trong điều kiện là di chuyển trong khu vực hoang dã. Và bây giờ chúng tôi xin phép được mời quý vị có thể xin phép được mời các anh em trong ban tổ chức cái chương trình, chúng ta có tổng cộng thôi giờ là như thế này đi. Anh cho đầu tiên hỏi là anh thích bên trái hay bên phải? Bên phải, anh thích trên hay thích dưới? Thích trên. À, thích trên rồi, anh phải bên trên rồi, cái máy ở bên đây. Rồi, anh thích bên phải hay bên trái? Bên trái. Bên trái nhưng mà, dạ, bên trái của em là ở đây. Dạ, mà anh xuống dưới luôn. Dạ, ngộ lắm, em chưa hỏi trái thì dưới nhìn lên, trên nhìn xuống. Dạ. Dạ, mời anh, đó, có máy để sẵn. Rồi, xin mời anh, anh thích. Bên đây, dạ rồi, xin mời anh ạ. Dạ rồi, mời anh có thể di chuyển xuống đây. Còn anh này có một cái ống kính nó khủng dữ lắm luôn, nó bự hơn cái ống kính anh này cầm nhiều lắm. Dạ, thu ở phía dưới cuối một cái ống kính, xin mời anh có thể di chuyển xuống dưới. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta có 5 chiếc máy sức mạnh ngày hôm nay, một DS Mark 2 được đặt ở 5 vị trí khác nhau. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin mời quý vị có thể là sử dụng những chiếc máy ảnh mà mình đang mang theo trong chương trình để chúng ta có thể chụp lại và so sánh thử xem liệu với chiếc máy ảnh thông thường và chiếc siêu máy ảnh ngày hôm nay thì nó sẽ có những điều đặc biệt như thế nào cùng với những bộ môn nghệ thuật mà chúng tôi mang được sân khấu. Đầu tiên thì là Duy xin mời quý vị sẽ cùng lưu lại những khoảnh khắc với điệu nhảy cha 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 đến từ hai thí sinh. Xin cảm ơn hai bạn. Và bây giờ
tới nó phải tập tài ghê đánh chết thôi. So I am a sports photographer, but within sports I get to photograph stories, portraits,
and a course to action. Before I get into talking to you about Canon's 1DX Mark II, I'm going to show you some of my images that I've taken before the new camera. Tôi là một nhiếp ảnh gia thể thao và tôi chụp rất nhiều thể loại, ví dụ như chụp hành động thể thao này, chụp chân dung những người chơi thể thao. Và trước khi tôi nói về chiếc 1DX Mark II mới thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một số hình ảnh tôi đã chụp trước kia. And the reason that I want to show you those images is because I want to show you why I need a camera like the Mark II. Lý do là tôi chia sẻ những tấm hình này bởi vì tôi muốn cho các bạn thấy lý do tại sao tôi cần một chiếc máy ảnh mạnh mẽ như chiếc 1DX Mark II. Sports photography can look awfully misleading. Nhưng mà thể thao thì có vẻ như nó cũng không quá là phức tạp. It looks like you can show up at the prescribed time, shoot what's happening in front of you. Cái việc chụp ảnh thể thao thì mọi người vẫn cứ tưởng tượng là mọi người sẽ đến một cái địa điểm đó và có một sự kiện đó, mọi người sẽ chụp lại những hình một cái hành động đang diễn ra. And then walk away with a Picasso in your back pocket. Và quay về có mình sẽ nghĩ rằng là mình đã chụp rất là nhiều những tấm hình đẹp. Ở đây ông nói Picasso nữa. Nó cái vui vẻ là mình sẽ nhìn có rất nhiều hình đẹp hơn. The reality is that when you show up at the stadium or the arena, you don't know where the best action photograph is going to take place. Cái thực tế là khi mà các bạn chụp ảnh thể thao thì các bạn sẽ phải tới những cái sân vận động hoặc những cái đấu trường thì bạn sẽ không biết được là chỗ nào là cái chỗ mà các bạn có thể chụp được những bức ảnh đẹp. You have to predict, generally fight for your position, and then probably most important of all, believe in your decision. Thông thường thì bạn sẽ phải lựa chọn mà đưa ra được khoảng 5 cái địa điểm mà mình sẽ nghĩ rằng là nó có khả năng để mình thể hiện được cái ảnh đẹp. Và cái điều quan trọng là mình phải có một cái niềm tin là cái địa điểm mình đã chọn nó có thể sẽ cho mình tấm hình đẹp. Now there is definitely a lot of luck involved, but what I've come to understand over time is that if you're prepared, when luck comes your way, you can take advantage of it. Đối với tôi thì chụp ảnh thể thao này cần có sự may mắn nhất định. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải có sự chuẩn bị thật tốt để khi cái điều may mắn đó tới thì các bạn có thể tận dụng tối đa được cái may mắn này. Now I use a very complicated scientific equation to make all of that happen. Tôi có một công thức khoa học rất là phức tạp để giúp cho chúng ta có thể chụp được bức ảnh thể thao rất là tuyệt vời. It's called the 6P principle. Đây là cái nguyên tắc mà tôi tự đặt tên nó là nguyên tắc 6P. And that is proper preparation prevents piss poor performance. Nguyên tắc này nó chính là khi mà chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng chúng ta có thể tránh được những cái bức ảnh tồi tệ của mình. Yep, that is it. That is my magic bullet. Vâng, đó chính là cái phép thần thông của tôi đó. Now, this photograph I'm showing you behind me, I took early in my career. Đây là bức ảnh mà tôi chụp khi mới bước vào nghề. And it had none of those elements of the 6P principle. It was all down to luck. Và bức ảnh này thì chẳng liên quan gì đến cái nguyên tắc mà tôi vừa nói với các bạn cả. Đây hoàn toàn muốn bức ảnh tôi chụp được nhờ có sự may mắn. And I remember getting the assignment and I committed a cardinal sin of a sports photographer straight away that day, which was to leave early from the event. Câu chuyện của tôi là sau khi mà tôi nhận được cái đề bài, cái nhiệm vụ này thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi cứ đến cái địa điểm đấy thôi và tôi cứ đến lúc đấy tôi sẽ chụp và tôi sẽ xoay sở ở trong cái tình huống như vậy. And it wasn't until later when I looked through the images that I realized, you know, I had a pretty good photograph. May mắn cho tôi là sau khi mà tôi chụp xong tôi về tôi xem lại ảnh thì ảnh cũng khá là tốt. But I did take something away from that day that has stayed with me ever since. Tuy nhiên là khi mà tôi nghĩ lại thì tôi thấy rằng là rõ ràng là tôi đã mất đi rất là nhiều khoảnh khắc tốt. Và những cái thứ như vậy đã theo tôi đến thời điểm bây giờ. And that is, it doesn't have to be an Olympic sized event for you to get a great action photograph. It can literally
happen in your backyard. Cái điều mà tôi rút ra được và theo tôi đến tận ngày hôm nay đấy là không cần bạn phải xuất hiện trong một cái sự kiện Olympic mà bạn có thể chụp được những bức ảnh đẹp ngay ở trong cái khu vực mình đang sinh sống xung quanh mình. Okay, so these aren't all Mark IIs, and they are not my cameras, all of them. Đây là rất nhiều những máy ảnh chuyên nghiệp và tất nhiên là nó không hoàn toàn tất cả của tôi. What they are the remote cameras at the final of the World Cup. Đây là những cái máy ảnh mà được set up, được chuẩn bị để có thể điều khiển từ xa ở trong một cái trận đấu ở World Cup. I'm an Englishman and I love to photograph football. Là một người Anh thì tôi rất là thích chụp ảnh bóng đá. And this is the kind of photograph that you get when you use a remote camera behind the goal. Đây là một cái bức ảnh mà các bạn có thể chụp được khi các bạn dùng những cái máy ảnh điều khiển từ xa đã sẵn ở sau khung thành. It's shot with a 15mm lens and I've fired it with a foot pedal with a remote cable to that camera. Bức ảnh này tôi chụp bằng ống kính 50mm, 15 psi và dùng cái màn đạp để tôi điều khiển từ xa cái máy đó. So the reason I love photographing football, it's a high action-packed sport, generally shot on long lenses, 300mm, 400mm and up. Tôi đặc biệt là thích chụp bóng đá bởi vì là đây là một cái bộ môn thể thao mà nó cho tôi rất là nhiều sự bất ngờ và thường thường để mà có được những tấm hình đẹp thì tôi thường thường phải chụp với những ống kính dài ví dụ 300, 400, 500. Now these images are all from the last World Cup in Brazil. This is Costa being Costa shot on a 400mm lens. Đây là bức hình mà vừa rồi bức hình mà tôi chụp ở kiếm cấp vừa rồi Diego Costa ở kỳ 100mm. This is Messi, who's my favorite player. Anybody else a fan of Messi out there? Đây có ai là fan của Messi không ạ? All right, okay, it's great. And this is me back at the stadium, just playing with the light and shadows, shot with a 2-400. Bức ảnh này tôi chụp từ trên khán đài với ống 200-100. Đây là một cách để tôi chơi đùa với cái ánh sáng này. Clint Dempsey, USA's best player, again shot with a 400mm 2.8. Clint Dempsey đội tuyển Mỹ ở 400. This is Loris, the goalkeeper for France, shot with a 135 f/2. Now, if you want to be a great football photographer, the one thing you have to master is the transition from the long lens that you're shooting the action with to the short lens around your neck. Cái tấm hình mà bạn đã xem là tôi chụp vào phút 35 thì cái câu chuyện mà anh ấy muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái việc khi mà chụp ảnh thể thao đặc biệt là chụp đá bóng thì cái quan trọng nhất là cái khả năng thay thân máy, tức là khi thông thường mình chụp thì mình sẽ có hai cái ống kính rất là dài và một cái ống kính ngắn hơn một chút, như ở đây là dùng cái 300-400 và một cái 135, thì cái quan trọng nhất là cái khả năng cái lúc nào mình nên đổi cái thân máy sang một cái ống kính ngắn hơn để mình có được một cái nhìn nó đủ, không bị quá xa, không bị quá gần. Now, if you can master that, you will be a very good photographer at football. These images are taken at the World Cup final. Nếu như các bạn có thể làm chủ được cái điều đó thì các bạn sẽ làm một bức ảnh gia đình nào rất tuyệt vời. Đây là bức ảnh chụp trong trận chung kết World Cup. And that, what happens at the final is that all the photographers get together, they'll put them on the pitch, and you are squeezed in like sardines. Rõ ràng là cái trận chung kết World Cup thì nó được quan tâm bởi rất là nhiều vận động viên và chúng ta chỉ có cái đường pit là để đứng photographer đứng ở đấy thôi, mà có rất nhiều photographer đứng ở cái địa điểm ở phía bạn, chúng ta cái việc xoay trở rất là khó khăn. So what happens is the guy on your left has not showered for 3 weeks. Rõ ràng là cái anh chàng bên cạnh tôi là chưa tắm 3 tuần nay rồi. The guy on your right doesn't know what he's doing. So he's leaving his long lens out front. Cái anh chàng bên cạnh bên phải thì lại không biết phải làm gì và anh ấy đang sử dụng một ống kính rất là dài. So as you can imagine, there is a lot of tension there. Rõ ràng là khi mà chúng ta phải xoay trở trong một cái không gian chật chội và có rất nhiều những thứ có thể ảnh hưởng đến chúng ta thì nó không hề đơn giản thế nào. Now the one thing about football I don't like photographing it for is the fact
sometimes the action can be happening all the way at the back over there, and you're over here, and you have to be patient for it to come to you. Có một điều mà tôi không thích đối với những bài bóng đá, đấy là đôi khi những cái hành động nó lại diễn ra ở phía cuối sân tầng kia. Vì vậy bạn sẽ phải rất kiên nhẫn để những cái hành động các cầu thủ họ di chuyển về phía này, thì lúc đấy các bạn mới có thể chủ được những cái bức ảnh này. This is Schweinsteiger, the German player getting upended, and I shot it with a 2-400. Đây là bức ảnh Schweinsteiger tôi chụp với bóng 200-400. Again, close the German striker, shot with a 2-400. And of course, Germany went on to win the World Cup. This is me photographing the celebration. Germany was doing a dance and they put the trophy on the floor and I was looking for something slightly different. Và khi mà đội tuyển Đức họ vô địch thì họ thực hiện một điều này để đặt cái cúp vô địch xuống dưới cỏ. Tôi đang muốn chụp một cái tấm nào đấy, nó thực sự là nó khác biệt. Not all the great photographs happen in the stadium, so you should be looking for things on the way to the stadium and outside the stadium. This is outside the stadium in Johannesburg for the World Cup there. Không phải lúc nào những cái khoảnh khắc này nó cũng diễn ra ở trong sân vận động. Bạn có thể chụp được những bức ảnh bên ngoài và trên con đường đến sân vận động. Bức ảnh này tôi chụp ở Johannesburg ở World Cup. They didn't have any tickets, I'm afraid. Họ thì đương nhiên là sẽ không có vé để mà xem được. In Brazil, they showed the games live on the Copacabana beach, and I ran into these very unemotional Argentinian fans. Ở Brazil thì họ chiếu những cái trận bóng ở những màn hình lớn ở bờ biển. Và đây là những cái cổ động viên Argentina mà tôi đã chụp được. Okay, so I'm an Englishman and I live in America. And I get to photograph this kind of football. Tôi là người Anh, tôi sống ở Mỹ nên tôi chụp cả những thể loại môn thể thao như này. Đây là môn bóng rổ, chắc là mọi người cũng biết rồi. And it's very similar to shooting the football I love. Long lenses. One big difference is that you can run up and down the sidelines and shoot from the end zone, so you get quite a bit of freedom. Cái này cũng giống như là chụp bóng đá thông thường, nhưng mà nó có một cái sự khác biệt là khi chụp bộ môn này thì tôi có thể di chuyển thoải mái hơn là so với chụp bóng đá thông thường. This is the New England Patriots player Edelman, shot with a 400-28. Again, you get that freedom to move up and down the sidelines. This is shot with a 70-200mm lens. A very different perspective. Shot from up high, with me walking around in the catwalks on the top. Đây là một cái góc nhìn rất là đặc biệt. Để mà tôi có được cái hình này thì tôi phải trèo lên cái mái nhà, cái mái của cái sân vận động để chụp xuống. Now the important thing to remember when you're shooting up high overhead. Có một điều quan trọng khi các bạn chụp ở cái góc từ trên cao như này. It's not how great your photograph is going to be, but safety, because you don't want to drop anything. You're going to kill someone. Điều quan trọng không phải là bức ảnh có đẹp hay không, mà là độ an toàn. Nếu như các bạn làm rơi một vật gì đấy, nó có thể khiến ai đó bị thương vong. Again, making sure you're just not worried about all the action on the field. You should be looking around on the periphery. Lại một lần nữa tôi muốn nhắc lại là đôi khi chúng ta nên tìm kiếm những khoảnh khắc ở bên ngoài sân cỏ. Now I know this happens a lot here in Ho Chi Minh City. Lots of snow. Mọi người vẫn thấy rằng đây là một hình rất quen thuộc ở Sài Gòn đúng không? Okay, just check in to see if you're still awake. Tôi chỉ muốn biết là mọi người vẫn đang theo dõi tôi đang nói thế. This is Green Bay Packers, and the reason I'm showing this photograph is because if you are not prepared for this, or if you're not prepared when there's a downpour of rain here, then you can't take any decent photographs. Lý do tôi đưa ra các cái tấm ảnh này là để tôi muốn chứng minh rằng nếu như các bạn không chuẩn bị cho những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các bạn sẽ khó lòng có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời. You need the right gloves. You need the right warm clothing. You need the right waterproofs. You need protection for your camera.
các bạn sẽ cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ như găng tay, áo ấm hay là những cái thiết bị bảo hộ cho máy ảnh. Because no one's ever taken a great photograph by sipping tea in a warm press room. Bởi vì không ai có thể chụp được một tấm ảnh đẹp khi mà vừa nhâm ly tách trà trong cái phòng họp báo cả. So I'm going to stay with the cold and snow. And the toughest sport that I get to photograph is alpine skiing. Đây là một cái bộ môn khác mà tôi cũng đã từng chụp, đó là cái môn trượt tuyết núi. Thì đây cũng là cái bộ môn mà tôi cảm thấy là khá là khó khăn. And the reasons are, one, you have to ski the course that is designed for the athletes, and they like it very steep and very icy. Nên nhớ đây là không phải là trượt tuyết ở mặt bằng mà chúng ta trượt ở trên núi, dốc núi. Thì và tôi cũng vẫn phải sử dụng những cái màn trượt như của huấn luyện viên chuyên nghiệp. When I ski, I like it flat and fluffy. Khi mà tôi trượt tuyết thì tôi chỉ thích trượt nào nó phẳng phẳng và lên thêm nữa. Secondly, you have to ski with all the camera gear in a backpack, and that can weigh anywhere from 15 to 20 kgs, depending on what you're taking. Công việc đương nhiên là phải mang máy ảnh theo, thực ra là khi mà tôi trượt là tôi phải đeo theo một bao lô khoảng tầm 15-20 cân. And thirdly, and most important of all, somewhere along the mile and a half, mile and three quarter course, you have to figure out where the best action photograph is going to take place. Một cái vấn đề khá là khó khăn nữa là khi mà mình gặp phải cái vấn đề như vậy, gặp phải cái môi trường chụp như vậy, cái không gian chụp như vậy thì cái địa điểm nào là cái địa điểm mình có thể sử dụng và mình có thể đứng đấy, mình có được ảnh tốt. This is Michael Walker, shot at the Italian Olympics, Winter Olympics in Turin. It's shot with a 500mm with a 1.4 converter. Đây là bức ảnh mà tôi chụp What lens is it? What lens? A 500mm. No, 1.4x. Tôi chụp với ống kính 500 và cái telecomputer là 1.4. Matthias Meyer, who won the gold medal in Sochi. And the thing is, the organizers want to push the photographers further and further back. So you have to use longer and longer lenses. Càng ngày thì các nhà tổ chức của những cuộc thi này họ đều muốn là đẩy xa các cái phóng viên ra xa hơn, bởi vì là nó liên quan đến an toàn. Và cái điều này thì nó sẽ yêu cầu các cái ống kính càng ngày càng dài hơn. This is shot with a 600 f/4. Ống kính này tôi dùng là 600 f/4. When the events get a little slower, like the slaloms, you can use slightly closer, no, slightly shorter lenses, like a 300mm or 400mm. Ở số những cái giải mà nó kém chút thì tức là nó đỡ hơn một chút ấy, thì cái việc mà tiếp cận gần hơn nó sẽ dễ dàng hơn và tôi có thể sử dụng ống kính nó gần hơn. Now I didn't just do the skiing in Sochi. I got to go to the ski jumping. Có một cái bộ môn nữa là trượt tuyết mà phóng lên để tính được xem là càng xa bao nhiêu thì càng tốt ấy. Thì đây là một cái giải Sochi. And these guys and girls are crazy to do what they do. Đến đây để mà xem được tất cả những vận động viên họ làm cái việc rất là khá là mạo hiểm. Here I'm shooting the women and the fog had rolled in, so it gave it this kind of ghost-like effect. And I shot it with 70-200mm lens. Với cái góc độ như này thì tôi đã chụp được cái vận động viên khi nó bay lên thì cái ánh sáng của mây sau nó tạo ra là cái hào quang và tầm nhìn tôi chọn là kính 70-200. The same sport but just with a different technique of pan, and I love to pan. Một môn tương tự như vậy mà tôi dùng một cái kỹ thuật chụp khác để em kỹ thuật chụp riêng máy và đây kỹ thuật mà tôi rất là yêu thích. And the trick to panning is to keep your subject in focus whilst trying to figure out what the slow shutter speed is that will give you that nice blurred effect. Cái khó khăn nhất khi mà chụp panning, chụp rear máy đó là lựa chọn cái tốc độ phù hợp để mà giữ được cái độ nét của vận động viên đang di chuyển mà lại tạo ra cái độ mờ của cái xung vật xung quanh. Okay, slight change of pace. Just to keep you guys on your toes there. I told you that I shoot portraits. Và tôi đã chia sẻ với các bạn là tôi cũng chụp ảnh những cái vận động viên nữa. And when you shoot portraits, you better be one, ready with your lights, and two, with the idea that you're about to execute.
Khi mà chụp chân dung này thì có hai điều các bạn cần nhớ. Thứ nhất là phải có cái ánh sáng sẵn sàng để chụp, thứ hai là phải có ý tưởng thì là tốt. This is Michael Phelps, and I was one of only a handful of photographers who got to shoot him with his 8 gold medals from Beijing. Đây là Michael Phelps. Tôi chụp bức ảnh này anh ta có 8 huy chương vàng ở Beijing ở Bắc Kinh. Now I shot him many times before, so I had a kind of a relationship with him. I shot this action type portrait underwater. Tôi đã chụp khá là nhiều lần với Michael Phelps nên là tôi có một số cái quan hệ với Michael Phelps rồi. Tôi chụp anh ta ở dưới nước này chẳng hạn. And I shot him last December, and he's looking very fit for Rio, so I wouldn't bet against him for those furthering his gold medal tally. Cái lần gần đây nhất tôi chụp anh ấy là tháng 12 năm ngoái, và trông anh ấy rất là còn rất là phong độ, và tôi cũng nghĩ rằng có thể là anh ấy sẽ quay lại. Last month I did a story for Sports Illustrated for their Olympic preview issue. Tháng trước thì tôi cũng có một cái dự án chụp cho cái tờ báo Sports Illustrated, và đây là cái hình mà tôi đã chụp. And what happens in the States is the Olympic Committee brings the athletes together and the media together all at once. So it's this big media call or cattle call. Ở đây thì là ban tổ chức họ mang cả vận động viên và cánh nhà báo đến cùng một địa điểm và họ sẽ thay nhau họ chụp các vận động viên này. So I had a small studio ready, and they would bring these athletes in like one after another. It was like constant. Tôi chuẩn bị một cái studio nhỏ và các vận động viên cứ thay nhau vào này vào trong studio của tôi chụp họ. Some of them I had ideas for, and others I didn't. The gymnast, I didn't have any ideas, but I asked him when he came in. He said, "Hey, can you show me some moves?" Có một số người thì tôi đã có chuẩn bị sẵn những cái ý tưởng rồi, nhưng có một số người thì không. Ví dụ như anh vận động viên thể dục dụng cụ này chẳng hạn, thì khi anh ta vào tôi hỏi anh ta là anh có một cái ý tưởng nào không? And he eventually got into this shape, which I'm sure we can all do, right? The one-handed splits upside down. Và cuối cùng thì anh ta biểu diễn những cái động tác của anh ta cho tôi xem, và đây là động tác chống cây chuối với một tay. Oh, it's slow. Jordan Burroughs, a wrestler, and I had an idea for him, and I just executed it. Đây là một đồ vật và tôi đã có một ý tưởng sẵn rồi. Tôi đã nói anh ta thực hiện theo ý tưởng này của mình. This is Ashton Eaton, unbelievable decathlete. He lots of awards, gold medal, world record, you name it, he's got it. Cái vận động viên vừa rồi là vận động viên nữ và anh ấy có rất là nhiều huy chương. So with the weightlifters, I did have an idea, and when they turned up, I spoke to Jennifer, the lady on top. I said, "What I want you to do is I want you to lift Norvik." Đây là hai vận động viên cử tạ, thì tôi có ý tưởng là để cô cử tạ nữ tiên nâng cái anh cử tạ nam này lên. She told me that Norvik had eaten too much food and was a little large. Nhưng mà cô gái này bảo là cái anh này anh ăn quá nhiều rồi. So Norvik said he could lift her, which was going to be okay. But the one thing that I didn't foresee was that the human body is not balanced like a weight bar. Norvik thì anh chàng này bảo là thôi để anh nâng cái cô gái này lên. Nhưng cái vấn đề là cái cơ thể con người thì nó không cân bằng như cái thanh tạng. So with some struggle, we eventually got Jennifer up and we made this image. And I think it looks pretty good. Và sau một vài những cái nỗ lực không biết mệt mỏi thì cuối cùng tôi đã có một cái bức ảnh cũng không đến nỗi nào. Amongst the able-bodied Olympians, I got to photograph the Paralympians. And now, they're amazing because they want to be photographed and they want to give you the time to make a great photograph. Ngoài những cái vận động viên bình thường thì tôi cũng chụp cả những cái vận động viên tham gia Paralympic nữa, vận động viên khuyết tật. But one thing I definitely wanted to happen here with Matt was I wanted the arrow pulled back. And he said to me, "Well, you know, sometimes I make a mistake as I'm pulling a string back, and I can accidentally let the arrow go." Khi mà tôi yêu cầu anh đầu tiên này chụp hình thì tôi yêu cầu anh kéo cung căng ra.
Nhưng mà anh ấy cũng có nói là bởi vì rõ ràng là bởi vì cơ thể của anh ấy như vậy thì thỉnh thoảng anh ấy cũng có gặp một số những sơ suất, tức là có thể là anh ấy sẽ bị buông mất cái cung ra. Now this is a problem because if he lets it go, he's probably going to kill three or four people. Đây vẫn rõ ràng là một vấn đề bởi vì chúng tôi đang đứng ở trong một không gian rất là đông người và nếu như cái cung nó bị tuột ra thì có thể là sẽ có nguy hiểm. So I kind of figured out if I could stack all my Canon cameras in their bags, I could get the photograph done, and that's exactly what we ended up doing. Cuối cùng thì tôi đưa ra một cái giải pháp, đó là tôi trồng tất cả những cái túi máy ảnh của tôi lên để làm một cái tường có thể khá là che chắn nếu như trong trường hợp xấu xảy ra. So it was a really long 3 days, and the last picture, the last person I photographed was a shooter. And I really felt like she should pull that trigger, put me out of my misery. Tôi có 3 ngày hết sức mệt mỏi và đây bức ảnh cuối cùng tôi chụp một xạ thủ và tôi có cảm giác như cô ta có thể cáo cò súng và chấm dứt cái sự đau khổ này của tôi. Okay. So the Brazil, I think the Rio Olympics are just around the corner, and these are the images I took at the last Olympics in London. Usain Bolt winning the 100 meters on the cover of Sports Illustrated. The same race shot with a remote camera. Now, I love remote cameras, but they take a lot of effort. And one thing that they do is they take away from what you do control, which is the camera in your hand. Lần trước có hai tấm hình mới thấy là đều được chụp cùng một thời điểm của một người. Tuy nhiên là cái tấm hình này thì được chụp bằng cái remote, tức là mình xếp cái camera thứ hai và mình chụp. Thì cái câu chuyện ở đây anh ấy nói là cái việc setup camera này, cái setup cái remote này nó gây rất là nhiều cái phiền toái. You can spend hours getting permission, making sure it's the exposure's right, making sure it's not knocked. You know, it's endless the amount of effort you have to put into this camera. And several times I've done that and forgotten that I control the camera in my hand. Tôi tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm cái việc này, từ việc xin phép đặt cái camera cho đến việc cài đặt những thông số kỹ thuật. I've relied on the remote camera, and sometimes I've gone back after I've spent all that time and effort. I've gone back after the game's finished to pick it up, and only to realize I forgot to turn it on. Tôi phải phụ thuộc rất nhiều vào cái remote này và cái điều khiển này. Tuy nhiên có những lúc mà tôi mặc dù đã dành rất nhiều thời gian ra như vậy và chụp rất nhiều, sau đấy tôi phát hiện ra là tôi quên chưa bật cái điều khiển lên. Yeah, exactly. That noise was perfect. I told you I like panning. The cyclists in the velodrome really lend themselves to this technique. Tôi rất là thích chụp liên máy, và đây là cái môn đua xe đạp lòng trạng. Nó rất là phù hợp với cả kỹ thuật chụp panning. It's shot at a tenth of a second. And I had plenty of time to practice, and lots of images went in the trash can. Tấm hình này tôi chụp với tốc độ là 1/10 giây, và với đặc thù với bộ môn này thì tôi có thể tập chụp đi chụp lại cũng được, bởi vì là nó quay vòng đi vòng tròn. But as I said, the key to panning is to keep your subject in focus, and then play with the shutter speed to get the really nice blurred effect. Vâng, và tôi xin nói lại là cái đối với kỹ thuật này thì các bạn chỉ cần giữ được độ nét cho chủ thể và cứ thế mà thử nghiệm với những cái tốc độ mặt trời khác nhau thôi. This is Matthias Steiner. He won the gold medal in Beijing on his first